Sáng ngày 7 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Tây Ninh và Trường Trung cấp Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2023. Sàn giao dịch việc làm lần này với sự tham gia của 7 công ty, doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp có chức năng tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với trên 1.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Tại buổi khai mạc, các công ty doanh nghiệp đã kết nối việc làm cho khoảng 80 người lao động, dự kiến làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc Tây trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tư vấn du học, xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc cho khoảng 30 trường hợp. Ngoài ra, công ty cổ phần cung ứng nhân lực Mekong trao tặng 6 phần quà hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung cấp Y tế Tây Ninh.